Xin chào các bác nha, em tiếp tục lên sóng con rửa bát Panasonic hàng đấu giá là PTH2, là cái dòng cao cấp VIP của hàng Pana đấy. Và bên em đợt này chủ đạo là các cái hàng đấu giá đẹp lướt, cho nên là hàng bãi em cũng ít nhập. Khi mà một con hàng bãi lên cùng một con đấu giá thì cái tiền nó chênh nhau không nhiều, cho nên các bác đa số là mua hàng đấu giá. Cái hàng bãi nó tự dưng thành lắp vế các bác ạ, tự dưng thành lắp vế, nên là em lại nhập nhiều hàng đấu giá về phục vụ các bác nhé. Đây là hàng đấu giá thì sẽ được anh em đấu giá bên Nhật. Những cái hàng này họ bên siêu thị Nhật họ vẫn bày bán đấy ạ. Đi qua đường hàng không bọc bảo quản từng chiếc một về Việt Nam, cho nên là các bác nhìn lưng tôn thành vách của nó này, nó phẳng tít luôn nhé. Và cái tỷ lệ sức sát của nó gần như là rất là ít, thì gần như là không có đấy. Rất là ít. Và nó sẽ là những cái hàng chọn đẹp PH2. Chung với những cái mẫu này thì không cần ai chê hình thức rồi các bạn, chưa có ai chê cả, vì nó quá đẹp rồi, hàng quá lướt luôn, đẹp. Đời 2018, series máy là 1154 PH2. Tổng thể hình thức các bạn nhìn thì mê ly luôn. Các tính năng của TH1 hay là TH2 thì nó đều giống nhau các bạn nhé. Đấy. Đấy, các tính năng đều giống. Các chế độ rửa, thời gian sấy 30 phút kèm giữ khô bát đũa, có cả chức năng hẹn giờ, Econavi tiết kiệm điện. Nói chung là nó cũng giống như các cái dòng khác thôi, không có gì khác về tính năng. Đây, máy về nhập em quay luôn cho các bác để. Vì sao em hay quay luôn là vì là để cho các bác thấy rằng là một cái máy hàng đấu giá ấy, khi mà không lau chùi dọn dẹp gì, nó đã rất là mới rồi. Còn nhiều bác cứ lo là em không test dọn, sợ máy không chạy thì không có chuyện đấy các bác nhé. Tất cả em quay này thôi, nhưng mà nhiều khi bê ra ngoài test dọn thì mình cũng lười, chả muốn quay nữa, quay mãi làm gì đâu ạ. Mua bán thì các bác yên tâm tin tưởng thôi, bên em bán có trách nhiệm là máy móc phải chạy ngon cho các bác nhé. Bọn này về thì 10 con ăn cả 10, cho nên là nhiều khi là cũng chả phải quay test cho các bác làm gì cho nó mệt người ra. Ăn ngay đấy. Còn TH2, con em bán 8 triệu rưỡi, bảo hành 1 năm. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển 150.000 đi toàn quốc ạ. Biến áp bạn là mua 500. Mua bán thì các bác có đặt cọc trước cho em 500 nhé. Hai bên có cái xác nhận giao dịch với nhau. Cái gì mua bán cái gì nó cũng phải có đặt cọc đúng không ạ? Mình ra siêu thị thì thôi, mình muốn người ta chở hàng về nhà mình thì mình cũng phải thanh toán tiền trước, chứ cũng không ai có là bảo là chở hàng về nhà tôi mới thanh toán tiền được đúng không ạ? Có cọc hoặc là thanh toán bao nhiêu phần trăm. Nhiều bác cứ lo là bọn em bùng đến 500.000, không ai làm thế đâu ạ. Kênh của em bán nó nhiều rồi, các bác theo dõi hàng ngày máy em lên sóng rất là nhiều, cho nên cái chuyện mà lừa gạt hay gì nó không có đâu các bác nhé.